Một mẫu màn hình ultra wide có chất lượng build tốt, độ phân giải lớn, tần số quét cao thì chắc chắn mức giá bỏ ra sẽ không hề nhỏ. Vì thế mà Color Master đã cho ra một mẫu màn hình có thể giải quyết được hầu hết những yếu tố để đáp ứng nhu cầu gaming trong một mức giá chỉ dưới 11 triệu đồng. Đó chính là Color Master GM34. Với chi phí sở hữu gần 11 triệu đồng thì Color Master đã mang tới một mẫu màn hình 34 inch, ba cạnh viền siêu mỏng, độ phân giải ultra wide quad HD, màn hình siêu rộng nét gấp 4 lần độ phân giải HD, tỷ lệ 219, màn hình cong, tần số quét là 144Hz, độ trễ 1mm MPRT hay 5mm G2G, độ sáng 400 nit và là tấm nền VA. Xét trên góc độ chơi game thì những thông số này thực sự là quá chuẩn chỉ có duy nhất là tấm nền không phải là tấm nền IPS. Thế nhưng khi mình trải nghiệm thực tế thì mình thấy mặc dù là tấm nền VA nhưng nếu ngồi chuẩn hướng nhìn thì hình ảnh hiển thị tương đối ổn, không bị quá bệt. Đặc biệt là khi đo đạc thì màn hình này cho điểm số khá cao khi đạt tới 95% giải màu DCI B3, 98% giải màu Adobe RGB và 125% giải màu sRGB. Để đạt được điểm số đo đạc cao như vậy thì Color Master đã trang bị tấm nền có công nghệ Quantum Dot của Samsung. Tuy nhiên theo đánh giá của cá nhân mình thì màn hình GM34 sẽ phù hợp nhất với nhu cầu giải trí. Còn nếu để làm việc như thiết kế thì các bạn cần một mẫu màn hình khác có độ chính xác màu sắc cao hơn, vì độ chính xác màu của màn hình này khá thấp khi delta E trung bình chỉ đạt mức là 4.5. Nhưng mà khi sử dụng đúng với mục đích thì GM34 thể hiện rất tốt. Khi chơi các tựa game thế giới mở hoặc là các tựa game MOBA với lợi thế dài về hai bên sẽ giúp cho người dùng là chính các bạn có lợi thế để quan sát tốt hơn đối thủ. Các bạn sẽ chỉ cần một tuần để có thể làm quen, vì mặc dù là màn hình lên tới 34 inch nhưng mà làm màn hình cong 1500R, thế nên là giúp các bạn dễ quan sát hơn màn hình 34 inch mà không cong. Độ trễ 1mm MPRT hay 5mm G2G là quá đủ hoặc là thậm chí thừa để các bạn có thể chơi các tựa game với nhịp độ dồn dập. Chưa kể tới là có cả tính năng AMD FreeSync giúp cho FPS trong game và tần số quét màn hình được đồng bộ với nhau một cách hiệu quả hơn. Chỉ cần các bạn sở hữu card của AMD khi chơi game, màn hình là 144Hz thì FPS trong game cũng sẽ ổn định ở mức đó và sẽ không nhảy loạn xạ, hạn chế tối đa hiện tượng xé hình. Một số các tựa game hỗ trợ HDR hoặc là các bộ phim trên các nền tảng chiếu phim hỗ trợ tính năng HDR thì màn hình này cũng có thể đáp ứng tốt với tiêu chuẩn HDR400. Và còn gì tuyệt vời hơn nữa thì nếu như mà các bộ phim ấy cũng hỗ trợ độ phân giải 219 thì toàn bộ những gì các bạn cần chỉ là một chỗ ngồi thật tốt để có thể xem phim. Về phần thiết kế thì Color Master là một hãng chuyên làm các đồ gaming gear. Thế nên cái nhìn ban đầu của mình đó chính là sự nghi ngờ về mặt thiết kế. Nhưng khi sử dụng thực tế thì mình lại có cái nhìn tốt hơn. Mặc dù chưa phải là hoàn hảo nhất, thế nhưng xét trên mặt bằng chung thì Color Master đang làm rất tốt. Hai phần chân đế được làm từ kim loại cực kỳ chắc chắn. Phần chân tiếp xúc với mặt bàn được làm theo đúng hình logo của Color Master nhưng mà phóng to lên. Phần chân màn hình mặc dù nhìn rất nhỏ nhưng cực kỳ vững, không bị rung lắc khi sử dụng. Nhưng mà có lẽ một phần vì chân đế hơi chắc chắn thế nên trải nghiệm sử dụng sẽ không được mượt mà lắm. Khi mà các bạn nâng màn hình lên sẽ rất là nhẹ và dễ, nhưng mà khi hạ xuống lại hơi cứng. Tương tự với việc là ngửa màn hình lên sẽ hơi cứng thì nhưng gập xuống lại cực kỳ mượt mà. Còn quay sang hai bên thì sẽ cho cảm giác tương đồng với nhau. Ở mặt sau thì các bạn sẽ bắt gặp thêm một logo của Color Master, ba dải led tím mộng mơ thì nhìn xuống bên dưới sẽ là các nút điều khiển tùy chỉnh cài đặt màn hình được tách riêng rất là rộng rãi. Cổng kết nối cũng rất là đa dạng với hai cổng HDMI 1.4 và 2.0, hai cổng DisplayPort 1.4, một cổng audio và một cổng nguồn. Xét trên khía cạnh là nhu cầu thuần giải trí thì Color Master GM34 đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, trong khi mức giá nếu không muốn nói là rẻ chỉ gần 11 triệu đồng. Còn bạn nào có nhu cầu vừa gaming lẫn làm hình ảnh thì chắc chắn sẽ phải cần mua những mẫu màn hình đắt hơn như thế này khá nhiều. Sự lựa chọn của các bạn là gì thì hãy cho chúng mình được biết. Và đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới mô tả video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.